Quý vị và các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Trước hết, xin được chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý. Giám sát việc lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa. Sẵn sàng bảo dưỡng nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn đúng tiến độ. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay 11 tháng 8, đoàn giám sát của Ban Kinh tế Trung ương do đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương làm trưởng đoàn, đã làm việc với tỉnh ủy Thanh Hóa để công bố quyết định và kế hoạch giám sát việc lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết số 58 ngày 5 tháng 8 năm 2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Sau 3 năm thực hiện nghị quyết số 58, một số cơ chế chính sách đặc thù cho phát triển tỉnh Thanh Hóa đã được ban hành và triển khai thực hiện. Tuy nhiên bối cảnh mới, tình hình mới của cả nước nói chung và tỉnh Thanh Hóa nói riêng đã có nhiều thay đổi so với thời điểm ban hành nghị quyết. Do vậy, theo kế hoạch, đoàn giám sát sẽ đánh giá một cách toàn diện các kết quả thực hiện các mục tiêu chỉ tiêu nhiệm vụ giải pháp, chỉ ra các tồn tại và nguyên nhân sau 3 năm thực hiện nghị quyết số 58, từ đó đưa ra các đề xuất kiến nghị nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất tháo gỡ các khó khăn vướng mắt để giúp thanh hóa thực hiện thành công nghị quyết thay mặt lãnh đạo tỉnh đồng chí phó bí thư thường trực tỉnh ủy thanh hóa lại thế nguyên khẳng định để công tác giám sát đảm bảo chất lượng tiến độ đề ra tỉnh ủy thanh hóa sẽ chỉ đạo các tổ chức đảng liên quan bám sát kế hoạch giám sát của ban kinh tế trung ương để chủ động lập báo cáo giám sát theo đề cương của đoàn sắp xếp thời gian bố trí cán bộ làm việc theo lịch thống nhất cung cấp các thông tin liên quan theo yêu cầu của đoàn đề xuất kiến nghị với đoàn về những giải pháp phù hợp khả thi, phù hợp với bối cảnh tình hình thực tế để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết số 58 tại địa phương đơn vị. Chào mừng đại hội công đoàn tỉnh Thanh Hóa lần thứ 20, sáng nay 11 tháng 8, công đoàn khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ ra mắt mô hình góc văn hóa công nhân và đường hoa công đoàn tại công ty cổ phần tập đoàn VAS Nghi Sơn. Mô hình góc văn hóa công nhân và đường hoa công đoàn là một trong những nội dung được Công đoàn Khu Kinh tế nghi Sơn và các khu công nghiệp phát động nhằm cụ thể hóa thực hiện mô hình 3V. Vì công nhân lao động, vì tổ chức công đoàn, vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Góc văn hóa công nhân được Công đoàn Công ty Cổ phần Tập đoàn VAS Nghi Sơn bố trí trong không gian nhà ăn của công ty, giúp cho công nhân có nơi sinh hoạt cộng đồng, tham gia các hoạt động văn hóa, giảm bớt căng thẳng sau giờ làm việc. Đồng thời công ty cũng xây dựng mô hình công ty công viên và đường hoa công đoàn đây là mô hình có sự đầu tư lâu dài, cả về kinh phí và thời gian đều hoàn thiện, giúp cho công ty có môi trường làm việc xanh sạch đẹp và những điểm sinh hoạt văn hóa tập thể cho công nhân lao động. Qua đó, góp phần đổi mới nội dung phương thức hoạt động của công đoàn cơ sở hướng đến đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của đoàn viên công nhân lao động. Trường Bồi dưỡng cán bộ quản lý doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Pháp luật và Phát triển nguồn nhân lực và các đơn vị liên quan đã tổ chức hội nghị đối thoại chính sách, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Gần 100 doanh nghiệp hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn huyện Hậu Lộc đã được giới thiệu trao đổi những nội dung cơ bản của luật doanh nghiệp, hệ thống văn bản pháp luật quy định về hỗ trợ pháp lý dành cho doanh nghiệp các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh cá thể cũng đã tham gia đối thoại với nội dung liên quan đến thực tiễn áp dụng quy định về quản trị doanh nghiệp, các quy định pháp luật về hợp đồng trong kinh doanh, kỹ năng soạn thảo, đàm phán, ký kết hợp đồng và những vấn đề cần lưu ý, đồng thời giải đáp những vướng mắc liên quan đến vấn đề pháp lý trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Hội nghị nhằm phổ biến, cập nhật thêm kiến thức và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật của doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh cá thể. Từ đó, có phần nâng cao nhận thức ý thức tuân thủ pháp luật, hạn chế những rủi ro vướng mắc pháp lý trong quá trình doanh nghiệp tham gia các hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh. Hôm nay ngày 11 tháng 8, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa tổ chức khóa đào tạo bồi dưỡng kiến thức về quản trị doanh nghiệp cho các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Thọ Xuân. Tại khóa đào tạo lãnh đạo quản lý các doanh nghiệp trên địa bàn huyện thọ xuân đã được trao đổi chia sẻ những thông tin về chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh các cơ chế chính sách về thu hút đầu tư nghe các giảng viên chuyên gia kinh tế hướng dẫn truyền đạt nhiều nội dung liên quan đến công tác quản trị doanh nghiệp kỹ năng quản lý lãnh đạo và nghệ thuật thu phục nhân sự chiến lược truyền thông marketing thương hiệu phát triển thị trường xây dựng hình ảnh doanh nghiệp những kinh nghiệm tình huống trong hoạt động quản trị doanh nghiệp việc quản trị tệp khách hàng đào tạo nâng cao chất lượng nhân sự thông qua khóa đào tạo nhằm góp phần củng cố kiến thức, nâng cao năng lực quản trị cho các doanh nghiệp, xây dựng đội ngũ doanh nhân có kỹ năng quản trị điều hành doanh nghiệp và tổ chức sản xuất kinh doanh hiệu quả. Chiều qua, ngày 10 tháng 8, Bệnh viện Đa khoa huyện Thiệu Hóa đã tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023. Đây là đơn vị được huyện Thiệu Hóa chỉ đạo điểm tổ chức ngày hội. Trong những năm qua, Bệnh viện Đa khoa huyện Thiệu Hóa đã triển khai nhiều giải pháp nhằm giữ vững an ninh trật tự đảm bảo an toàn cho các hoạt động thăm khám điều trị bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân bệnh viện đã tổ chức ký kết chương trình phối hợp với công an thị trấn thiệu hóa trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại bệnh viện đồng thời xây dựng lực lượng bảo vệ chuyên trách đầu tư cơ sở vật chất hệ thống camera giám sát tại các vị trí tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra các vụ việc liên quan an ninh trật tự qua đó không để xảy ra các vụ việc hành hung y bác sĩ gây dối trật tự công cộng trong bệnh viện góp phần bảo vệ tài sản tính mạng sức khỏe và danh dự của nhân viên y tế và sự an toàn của bệnh nhân. Tại ngày hội, nhiều tập thể cá nhân tiêu biểu của Bệnh viện Đa Khoa huyện Thiệu Hóa đã được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2023 và phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc. Theo quý vị và các bạn, sau 4 năm vận hành thương mại, ngày 25 tháng 8 tới đây, nhà máy lọc hóa dầu nghi sơn sẽ tạm dừng sản xuất để bảo dưỡng tổng thể lần thứ nhất. Đây là hoạt động nhằm đảm bảo an toàn thiết bị, nâng cao độ tin cậy ổn định và cải thiện hiệu suất vận hành của nhà máy trong những năm tiếp theo. Đợt bảo dưỡng tổng thể lần thứ nhất này của nhà máy lọc hóa dầu nghi sơn kéo dài trong 55 ngày. Hơn 3.300 thiết bị sẽ được tháo rời kiểm tra bảo dưỡng hoặc thay thế, Ước tính, các nhà thầu sẽ sử dụng gần 250.000 mét khối giàn giáo phục vụ kiểm tra, bảo dưỡng tại chỗ, cũng như vận chuyển các thiết bị khối lượng lớn ở các hạng mục trên cao về nơi tập kết sửa chữa. Kèm theo đó, sẽ có khoảng 12.000 đầu mục vật tư phụ tùng thay thế được tập kết về tổng kho. Chúng tôi đã tập trung tối ưu hóa tiến độ dừng, tiến độ khởi động nhà máy và lập kế hoạch thực hiện, bố trí nhân lực và xây dựng biện pháp thi công, kiểm soát chất lượng và tiến độ chi tiết của từng hạng mục công việc và đặc biệt chú trọng đến các hạng mục công việc quan trọng trên đường gần tiến độ, đánh giá đầy đủ các rủi ro kỹ thuật có thể phát sinh trong quá trình thực hiện và chuẩn bị các phương án nguồn lực dự phòng cần thiết. Ước tính trong đợt bảo dưỡng tổng thể lần thứ nhất, nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn sẽ huy động 5.000 người từ các nhà thầu, đội ngũ chuyên gia, bản quyền công nghệ, nhà sản xuất thiết bị cùng khoảng 300 máy móc thiết bị chuyên dụng làm việc cả ngày lẫn đêm, phấn đấu đưa nhà máy hoạt động trở lại trong thời gian sớm nhất. Những ngày qua, các huyện miền núi Thanh Hóa có mưa, lượng mưa không lớn nhưng kéo dài nhiều ngày liên tục rất dễ gây ra tình trạng sạt lở đất đá. Tại huyện Quan Sơn, chính quyền các cấp đang tích cực triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và tài sản cho nhân dân. Trên địa bàn huyện Quan Sơn có trên 300 hộ thuộc diện nguy cơ bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất đá vào mùa mưa lũ. Các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân đang được các cấp chính quyền huyện Quan Sơn tập trung triển khai. Huyện Quan Sơn cũng chủ động có kế hoạch lâu dài để di chuyển các hộ đến nơi ở mới an toàn. Dự báo trong những ngày tới sẽ tiếp tục có mưa, các hiện tượng thời tiết cực đoan, huyện Quan Sơn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền và động người dân không chủ quan, chủ động nắm bắt tình hình thời tiết mưa lũ để ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tài. Theo thống kê sơ bộ của Sở Y tế, tỉnh Thanh Hóa có 58 cơ sở thẩm mỹ đã đăng ký hoạt động, trong đó riêng thành phố Thanh Hóa có 46 cơ sở. Tuy nhiên trên thực tế, có hàng trăm cơ sở hoạt động dịch vụ thẩm mỹ mà không có sự cấp phép của các cơ quan chức năng. Tại một thẩm mỹ viện nằm ngay cạnh chợ Đông vệ phường Đông vệ thành phố Thanh Hóa, vào vai khách hàng, phóng viên được nhân viên kết nối điện thoại với chủ cơ sở để tư vấn dịch vụ nâng mũi. Tuy nhiên theo quy định, cơ sở này không được phép thực hiện dịch vụ nâng mũi. Hiện nay cơ sở dịch vụ thẩm mỹ không thuộc loại hình phải có giấy phép hoạt động nhưng phải có văn bản thông báo đáp ứng đủ điều kiện cung cấp dịch vụ gửi sở y tế trước khi hoạt động ít nhất 10 ngày. Những dịch vụ thẩm mỹ có sử dụng thuốc, các chất thiết bị để can thiệp vào cơ thể người, có sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm chỉ được thực hiện tại bệnh viện có chuyên khoa thẩm mỹ, phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ hoặc cơ sở khám bệnh chữa bệnh có phạm vi hoạt động chuyên môn về chuyên khoa thẩm mỹ. Với quy định này, theo Sở Y tế Thanh Hóa, toàn tỉnh có 58 cơ sở dịch vụ thẩm mỹ tư nhân được phép hoạt động. Trong số đó, mới chỉ có duy nhất một phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ tư nhân được thực hiện dịch vụ tạo hình thẩm mỹ có xâm lấn với một thủ thuật duy nhất là treo chỉ căng da mặt. Dù tình trạng dịch vụ thẩm mỹ lộn xộn có nhiều sai phạm đã được phản ánh nhiều, nhưng từ đầu năm đến nay, ngành y tế Thanh Hóa chưa có bất kỳ cuộc kiểm tra hay sự phạt nào đối với lĩnh vực này. Bản tin cuối ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.